Xin chào các anh chị, cảm ơn các anh chị tiếp tục theo dõi kênh Immigration Advice. Thì em là Hương Đặng, đây là kênh chia sẻ thông tin độc lập, khách quan và hoàn toàn miễn phí. Ở video này thì Hương muốn chia sẻ với anh chị những cái thông tin về chương trình Golden Visa mới của Hungary, có tên là Guest Investor Visa. Ở chương trình Hungary mới này thì chính phủ Hungary cho phép nhà đầu tư được sở hữu bất động sản để định cư. Tuy nhiên là nó có 3 hạng mục khác nhau, và cái hạng mục mà sở hữu bất động sản để định cư thì sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Nếu mà các anh chị quan tâm tới định cư Hungary thì các anh chị biết là trước đây Hungary có một cái chương trình là đầu tư trái phiếu chính phủ, sau đó chương trình đó ngưng, thì có một cái chương trình cũng là sở hữu bất động sản để mà các anh chị có thể qua đó cư trú, cấp sở di trú. Thì các anh chị đầu tư là từ khoảng 170.000 euro, tại vì nó tính là 70 triệu forint theo đồng của Hungary. Và chương trình đó thì cũng đã ngưng vào năm trước, và bây giờ thì Hungary đã chính thức có một cái chương trình mới, đó là chương trình Golden Visa. Tuy nhiên là chính phủ Hungary khi mà đưa ra cái chương trình Golden Visa mới mang tên là Guest Investor Visa này, thì sau đó chính phủ lại ngay lập tức có một số những cái thay đổi, ví dụ như thay đổi về cái việc là sở hữu bất động sản từ 500.000 euro thì các anh chị chỉ được bắt đầu mua kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, và cái hình thức là sở hữu bất động sản để mà định cư như thế này thì các anh chị chỉ được phép là sở hữu riêng một mình không có được đứng tên chung. Thì sau đây Hương sẽ chia sẻ cụ thể hơn về các cái hình thức của chương trình Golden Visa mới này. Thì chương trình Guest Investor Visa của Hungary có 3 hạng mục. Thứ nhất là các anh chị có thể đầu tư vào các quỹ đầu tư bất động sản ở tại Hungary. Tuy nhiên là không phải là quỹ nào các anh chị cũng có thể đầu tư được, mà các cái quỹ này nó phải được đăng ký, cấp phép quản lý bởi Ngân hàng Trung ương Hungary. Và đồng thời các cái quỹ đầu tư bất động sản này thì có phải tối thiểu 40% số lượng bất động sản là nó nằm tại Hungary. Rồi, thứ hai là các anh chị có thể quyên góp trực tiếp luôn cho các tổ chức văn hóa giáo dục của Hungary, tối thiểu là từ 1 triệu euro trở lên. Và thứ ba là các anh chị có thể đầu tư sở hữu riêng bất động sản nhà ở cho mình từ 500.000 euro trở lên, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Vậy thì tại sao một cái chương trình mới ra mắt đây, thậm chí là cái hình thức sở hữu bất động sản chỉ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, tuy nhiên là lại được các cái trang chuyên về định cư đưa ra cái thông tin là đây có thể sẽ là một trong những chương trình đầu tư định cư hấp dẫn nhất trong năm 2025. Theo Hương nghĩ thì nó sẽ có những cái nguyên nhân sau. Thứ nhất đó là chương trình mới của Hungary cho phép sở hữu thẻ cư trú lên tới 10 năm luôn. Tức là các anh chị đầu tư xong thì các anh chị có thể sở hữu được cái thẻ cư trú thời hạn tới 10 năm lận. Thứ hai đó là Hungary nó vừa thuộc khối Schengen, nó cũng thuộc khối Liên minh châu Âu nữa. Thì hiện tại các anh chị thấy là các cái chương trình mà sở hữu bất động sản nhà ở riêng như thế này ở tại châu Âu không còn nhiều nữa. Thậm chí là cái chương trình mà từ trước đến nay là được biết nhiều nhất với cái mức đầu tư rất là phải chăng đó là Hy Lạp, thì cũng đã tăng vốn đầu tư lên khá là cao rồi, tới 800.000 euro nếu mà các anh chị đầu tư sở hữu ở trung tâm. Chính vì vậy mà cái mức đầu tư sở hữu nhà ở riêng từ 500.000 euro trở lên của Hungary nó vô cùng là hấp dẫn. Không phải là hấp dẫn đối với thị trường châu Á không, mà nó rất là hấp dẫn đối với những thị trường khác, ví dụ là Mỹ hoặc là Brazil vân vân. Vậy thì quay lại với thị trường Việt Nam thì chương trình mới của Hungary thì các anh chị có thể đầu tư vào quỹ đầu tư bất động sản từ 250.000 euro trở lên, hoặc các anh chị có thể sở hữu bất động sản nhà ở riêng luôn từ 500.000 euro trở lên, thì nó có hấp dẫn hay không? Thì theo Hương nghĩ là nó khá hấp dẫn, bởi vì bây giờ cũng không có còn nhiều các cái lựa chọn đầu tư định cư, đặc biệt là đầu tư sở hữu bất động sản như thế này nữa. Nếu mà các anh chị nhìn qua các nước láng giềng còn lại ở châu Âu có chương trình mà sở hữu bất động sản thì chúng ta chỉ thấy còn có Hy Lạp nè, còn có đảo Síp thôi, mà đảo Síp thì vẫn chưa có thuộc khối Schengen rồi. Còn Hy Lạp thì là một cái tên nó không phải quen thuộc với người Việt mình để sang định cư được. Và Hy Lạp thì cũng đã tăng vốn đầu tư lên tới 800.000 euro nếu mà các anh chị muốn sở hữu bất động sản ở những cái khu vực trung tâm rồi.
Đồng thời Hungary thì lại cũng có một cái cộng đồng người Việt khá là lớn mạnh, và cộng đồng người Việt này cũng rất là lâu đời rồi, thì các anh chị cũng có thể yên tâm hơn. Ngoài ra thì chương trình mới của Hungary đến thời điểm hiện tại là cho phép các anh chị được làm việc, chưa có thông tin gì mới. Không biết thì sắp tới thì chính phủ họ có thay đổi hay không, nhưng nếu mà các anh chị được phép qua đó định cư và làm việc thì đó là một cái điểm lợi thế hơn so với lại đảo Síp với lại Hy Lạp, thì các anh chị chỉ được phép kinh doanh mà thôi. Tính đến thời điểm hiện tại thì chương trình vẫn đang cho phép là ba thế hệ hồ sơ, đó là đương đơn, người phối ngẫu, con cái độc thân phụ thuộc tài chính và ông bà hai bên. Tuy nhiên là vấn đề là con cái thì họ chưa có quy định độ tuổi tối đa, nhưng chúng ta đang nhắm đến độ tuổi là từ 24 tuổi trở xuống, còn ông bà thì từ 65 tuổi trở lên và phụ thuộc tài chính. Và ngoài ra thì Hungary nó có một điểm nữa rất là hay, đó là chính phủ đang đưa ra một cái thời gian xử lý hồ sơ sẽ rất là gọi là promising, rất là hứa hẹn, cực kỳ nhanh. Thì cái thời gian dự kiến đang đưa ra đó là từ 3 tháng. Đối với chương trình mới này thì các anh chị sở hữu bất động sản, các anh chị sẽ sở hữu một bất động sản từ 500.000 euro trở lên, không được cộng gộp, và đồng thời là các anh chị phải sở hữu riêng đứng tên một mình chứ không có được đứng tên chung. Bởi vì chương trình còn khá là mới và sở hữu bất động sản thì chúng ta phải đợi bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 2025, cho nên là cũng khó có thể đưa ra những mặt hạn chế của chương trình bây giờ. Phải đợi những cái hồ sơ đầu tiên được xử lý thì chúng ta mới có thể thấy được là chương trình nó có những cái khuyết điểm gì. Tuy nhiên nếu mà dựa theo thông tin thì chính phủ đưa ra tính đến thời điểm hiện tại thì đây đúng là một cái chương trình hấp dẫn cho năm 2025, bởi vì các anh chị được sở hữu nhà ở riêng nè. Rồi các anh chị được cấp thẻ luôn là lên tới 10 năm lận. Đồng thời là Hungary nó lại là một cái quốc gia khá là quen thuộc với người Việt của mình nè. Tiếp theo nữa là chương trình đến thời điểm hiện tại thì họ chưa có giới hạn về việc là các anh chị làm việc giống như là Bồ Đào Nha vậy. Thì đây là những cái điểm khá là hấp dẫn của chương trình. Đồng thời thì các anh chị lại có thể đi được 3 thế hệ nữa, thì không còn gì bằng nữa rồi. Nếu như mà các anh chị đang phân vân về châu Âu, không biết nên có lựa chọn chương trình nào để phù hợp với gia đình mình, thì có thể liên hệ với Hương để được tư vấn thêm qua thông tin là Zalo, Viber, WhatsApp, Telegram, số điện thoại sau. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.